người nha. Cái người. Đeo cái kính vô. Sĩ Thanh với lại Miu là quen nhau cũng phải chắc tính số năm là cũng phải hơn 10 năm rồi đó. Sĩ Thanh với lại Miu quen nhau vô tình cho một cái quảng cáo của xe Yamaha, từ đó tới giờ là mười mấy năm. Cái là cơ duyên làm việc chung với nhau lần đó, xong rồi tới xem mỗi cái chặng đường mà Du trở thành một cái ra một sản phẩm mới hay gì đó thì Thanh đều tới ủng hộ Du, thì lần này cũng không có ngoại lệ. Với cô bạn của mình quá giỏi rồi, cho nên là mỗi lần Du ra cái gì Thanh đều tới ủng hộ, cho giống như một lời động viên. Là hy vọng là Du là lúc nào thành công trên tất cả mọi lĩnh vực mà Du đặt chân tới, cũng như là chúc cho Du lúc nào sản phẩm ngày hôm nay sẽ thật là thành công và đến rộng khắp tất cả khán giả và mọi người. Dạ, thì chị mới vô vừa lắm xong cái hát rồi, bây giờ một tình nhân nữa thì chị không thấy nữa. Trời ơi, không biết là ai làm lại bà luôn á, bà là quá đa tài rồi. Cái gì bà cũng làm được, mà cái gì làm tất cả cái sản phẩm gì cũng thấy chỉnh chu hết. Không biết là khi nào bà lấy chồng nữa, cho bà lấy chồng, bà về bà lấy chồng, bà sinh con chứ rồi. Chứ bà lấn sân quá nhiều, không biết lấn sân tiếp, bà còn lấn sân cái gì nữa đó. Thì chị sẽ thắng các bạn chia sẻ cuộc sống. Cuộc sống của mình hiện nay thì rất là vui vẻ, đang tận hưởng cuộc sống độc thân rất là vui vẻ. Hôm nay mình mặc bộ áo màu hường, mọi người thấy là đời của mình đang cảm thấy rất là hồng hào, vui. Thì sau cái chia tay á thì chị bây giờ chắc là đang tận hưởng cuộc sống đó, chị sẵn sàng mở lòng trái tim để ví dụ có một người nào đó mà đến với mình hay là... Cái chuyện tình yêu cũng rất là khó nói, tùy vào duyên, cứ tùy vào duyên. Sĩ Thanh không có ép mình phải mau chóng tìm cho mình một cái người nào đó để cho mình bớt cô đơn, mình không cần. Mình chỉ cảm thấy bây giờ mình đang tập trung vào công việc. Khi nào mà duyên đến thì mình cảm thấy ưng mắt thì mình ok tìm hiểu thôi, không có vấn đề gì cả. Còn bây giờ chưa gặp ai thì thôi, mình vẫn tập trung vào công việc. Đối với Thanh bây giờ công việc rất là quan trọng, kiếm tiền đã. Sau mùa dịch bây giờ thất thu hơi nhiều, cho nên bây giờ tập trung kiếm tiền nghe năm cuối năm nay và năm sau năm con trâu, chắc không phải cày lại như năm con trâu á. Chắc mùa dịch như là mình không có ra những cái tập đồng hồ đúng không? Đúng rồi. Thì những cái dự án sắp tới hay là những cái hoạt động của chị sắp tới chị phải chia sẻ với
Mình vẫn tập trung vào kênh YouTube của Thanh nè, ra sản phẩm âm nhạc nè, và đi phim. Những cái mà Sĩ Thanh sắp tới Sĩ Thanh sẽ thực hiện. Chưa có gì là sản phẩm đặc biệt nổi trội cả, nhưng mà biết đâu sang năm sẽ có những sản phẩm đặc biệt nổi trội Sĩ Thanh sẽ giới thiệu tiếp rồi. Mọi thứ vẫn còn ở trong giai đoạn chuẩn bị kỹ hơn. Thì mình đi phim mình có thể tiết lộ là phim gì không chị? Hay là nó chưa gì hết á. Em cảm ơn chị. Ok.